Theo các chuyên gia, thức khuya được đánh giá là một trong những vấn đề sức khỏe gây hậu quả nghiêm trọng trong lối sống của người hiện đại. Khác với ông bà cha mẹ chúng ta trước đây, họ thường đi ngủ sớm và thức dậy sớm, trong khi người hiện đại lại thức rất khuya và ngủ dậy muộn, từ đó tạo ra những hệ lụy rất lớn cho sức khỏe. Một số trường hợp do tính chất đặc thù công việc hoặc có các vấn đề quan trọng cần giải quyết nên buộc phải thức khuya. Lúc này nên áp dụng những giải pháp hỗ trợ để giảm thiểu thiệt hại. Trong trường hợp bình thường, ngay kể cả khi bạn có thời gian, rất nên tìm hiểu 5 thủ thuật sau đây để giảm sự hao tổn sức khỏe do hậu quả của thức khuya gây ra. Những căn bệnh nan y cũng sẽ được phòng ngừa tốt hơn nhờ sự chăm sóc kịp thời. Một, ngủ trước khi có kế hoạch phải thức khuya. Nếu bạn có một kế hoạch nào đó mà phải sẵn sàng thức khuya, bạn có thể ngủ trước đó từ 1 cho đến 2 tiếng. Dù không ngủ được, thì việc nhắm mắt tĩnh tâm sẽ có tác dụng nghỉ ngơi nhất định. Việc này sẽ giúp bạn nhanh chóng chuẩn bị năng lượng cho việc thức khuya sau đó, từ đó có thể đỡ hao sức hơn. 2. Thức khuya 2 tiếng, ngủ bù nửa tiếng. Ngày hôm sau khi thức khuya, bạn nên ngủ bù ngay. Ngủ trưa là một lựa chọn vô cùng đúng đắn trong trường hợp này. Bạn có thể ngủ khoảng 30 phút. Nếu thực sự không ngủ được thì có thể nằm nghỉ một lúc. Việc này có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể. 3. Di chuyển cơ thể. Khi thức khuya, hãy tránh ngồi yên suốt thời gian đó, càng không nên nằm với tư thế ngủ gục trên bàn. Tốt nhất nửa tiếng nên đứng dậy vận động, đi lại, vươn vai, có thể giúp cơ thể bạn đỡ mỏi. Sức khỏe chúng ta phụ thuộc rất lớn vào sự chăm vận động. Nếu bạn tranh thủ được bất cứ lúc nào, hãy cố gắng vận động. Ngay kể cả khi bạn ngồi, cũng nên xoay người, xoay các khớp, xoa bóp các vùng cơ bắp trên cơ thể. 4. Bấm huyệt. Đông y quan niệm rằng hãy dùng những ngón tay trước khi phải dùng đến kim tiêm. Nhấn mạnh rằng tác dụng của các huyệt vị đối với sức khỏe là rất lớn. Bạn nên tận dụng thời gian rảnh của mình để bấm huyệt bất kỳ lúc nào có thể, hỗ trợ giảm thiệt hại do thức khuya. Có thể bấm hai huyệt vị hữu hiệu nhất định sau đây. Một là huyệt chiếu hải. Ấn trong vòng từ 5 cho đến 10 phút. Khi ấn, chú ý vừa đủ mạnh sẽ có cảm giác đau, tê và sưng. Hai là huyệt dũng tuyền. Dùng ngón tay cái ấn vào huyệt và xoa nhẹ trong 20 cho đến 30 lần. Có tác dụng dưỡng âm, hạ hỏa, giảm nhanh các triệu chứng như khô miệng, chóng mặt, hồi hộp do nhiệt. Năm, nhóm người không nên thức khuya. Sau đây là những nhóm người không nên thức khuya. Vì sức khỏe của bạn không nằm trong ngưỡng khỏe mạnh cho phép, thức khuya sẽ gây thiệt hại rất lớn và khó phục hồi. Người trên 40 tuổi, người béo phì có chỉ số BMI trên 28, người bị cao huyết áp, người bị bệnh tiểu đường, người có bệnh dạ dày, người mắc bệnh tim mạch. Luôn luôn tâm niệm là cố gắng đi ngủ sớm, tránh thức khuya, chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi để hạn chế làm nặng thêm tình trạng tổn thương, bệnh sẽ nặng hơn. Ngủ đủ giấc và ngủ có ngon hay không liên quan mật thiết đến sức khỏe và ảnh hưởng nhất định đến công việc, học tập. Vì vậy, để sống lành mạnh hơn, chúng ta nên chú ý đến chất lượng giấc ngủ, phát hiện vấn đề và điều chỉnh kịp thời.